giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ điều động luân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chính. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chính cho biết, trong hai nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các đợt luân chuyển điều động cán bộ về địa phương. Đến nay có 15 đồng chí thuộc diện điều động luân chuyển ở 11 địa phương, trong đó có 6 đồng chí giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy và Bí thư Thành ủy, 1 đồng chí là Phó Bí thư Huyện ủy, 8 đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Quá trình luân chuyển điều động về cơ sở, các đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, chủ động tìm tòi học hỏi, tiếp cận nhanh với môi trường, công việc mới, giữ gìn được phẩm chất, thể hiện năng lực, cùng với tập thể lãnh đạo địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường công tác xây dựng đảng, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tạo điều kiện hỗ trợ tín nhiệm. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ được điều động luân chuyển chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quá trình công tác tại cơ sở, đồng thời đề xuất một số kiến nghị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn công tác cán bộ thời gian tới. Đa số cho rằng cán bộ luân chuyển giữ cương vị mới để phát huy được vai trò trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp cận nhanh với môi trường mới, xác định những khó khăn, thử thách cần vượt qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá trong công tác cán bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện cán bộ, đồng thời tăng cường cán bộ cho các cơ quan, đơn vị địa phương, qua đó góp phần khắc phục tình trạng cục bộ trì trệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các đồng chí được điều động luân chuyển tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác, giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tích cực học hỏi, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với tập thể lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng trong chiều nay, các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý nghỉ hưu năm 2021 và đầu năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu dự buổi gặp mặt. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chúc các đồng chí nghỉ hưu năm 2021 và đầu năm 2022 cùng gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam của cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý nghỉ hưu trong suốt chặng đường 25 năm tái lập tỉnh, vượt qua các khó khăn thách thức. Các thế hệ cán bộ kế cận của tỉnh luôn tiếp nối nhiệt huyết, ra sức cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Đọng lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng của mỗi cán bộ và nhân dân là sự quên mình phục vụ cho lợi ích chung, vì sự phát triển giàu đẹp của Quảng Nam, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các đồng chí đã nghỉ hưu tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương trong điều kiện hoàn cảnh mới, theo dõi động viên, góp ý, chia sẻ các kinh nghiệm hay cho đội ngũ cán bộ kế cận hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Quảng Nam phát triển giàu đẹp. Trước đó, trong sáng nay, tại nhà điều hành Thaco Chu Lai, Thaco Group đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, dự và chia vui với kết quả kinh doanh mà Thaco Chu Lai đạt được trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh của năm 2021. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Với tình hình dịch bệnh phức tạp, năm 2021 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn và thách thức cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Năm qua, Thaco vẫn giữ vững tinh thần chủ động và quyết tâm, vừa đảm bảo sản xuất vừa chống dịch, vừa khó và đạt được nhiều kết quả từ tổ chức, tái cơ cấu cho đến các chỉ tiêu sản xuất. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh linh kiện ô tô và cơ khí đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020, trong đó doanh thu từ đối tác bên ngoài đạt gần 1.400 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu đạt 1.077 tỷ đồng, tương đương 47,1 triệu USD. Năm 2022, Thaco Auto đề ra chỉ tiêu sản xuất lắp ráp gần 128.000 xe các loại, tăng 54% so với năm 2021, chỉ tiêu doanh số hơn 125.000 xe. Về sản xuất kinh doanh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí,
Thaco Industries đạt mục tiêu doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2021, trong đó xuất khẩu hơn 6.100 tỷ đồng, tương đương 265 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với năm 2021. Tập trung xuất khẩu sang các thị trường lớn và trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối với lĩnh vực Logistics, năm 2022, Thaco sẽ thực hiện dịch vụ forwarding cho hơn 83.200 container vận chuyển đường biển quốc tế, tăng 63% so với năm 2021. Dự kiến đội tàu Trường Hải Star sẽ vận chuyển hơn 28.300 container các tuyến đường biển nội địa. Về vận tải đường bộ, Thilogy sẽ vận chuyển gần 39.200 container trái cây và vật tư nông nghiệp, tăng 54% so với năm 2021. Nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất kinh doanh được đầu tư với quy mô rất lớn của Thaco, với chiến lược là sản xuất kinh doanh nông nghiệp với quy mô lớn và nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học và số hóa với lộ trình phù hợp. Tại Chu Lai sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch đầu tư các dự án nhà máy chế biến tại khu công nghiệp nông lâm nghiệp 451 ha, đánh giá cao hiệu quả năng lực và kinh nghiệm tích lũy từ quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ô tô, đặc biệt là từ những thành quả đạt được từ khi đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn Thaco tiếp tục tự tin phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác và chủ động thực hiện tái cấu trúc toàn diện để trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam với chiến lược đa ngành bao gồm ô tô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, logistics, đầu tư xây dựng và thương mại, dịch vụ có tính bổ trợ và tích hợp cao theo xu thế hội nhập quốc tế và số hóa. Dựa trên chiến lược chung của Thaco và sự điều chỉnh của Thaco Chu Lai về chiến lược với mục tiêu phát triển thành hệ sinh thái đa ngành tiêu biểu của Thaco tại Quảng Nam miền Trung và kết nối với hai miền Nam Bắc, Tây Nguyên, Lào, Campuchia, bao gồm sản xuất ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch công nghiệp. Chủ tịch Lê Trí Thanh cũng khẳng định chặng đường phát triển của Thaco sẽ luôn có sự đồng hành của tỉnh. Hỗ trợ sự phát triển của Thaco cũng chính là hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển bền vững của Quảng Nam. Thưa quý vị, trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những ngày qua Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các địa phương biên giới, các mạnh thường quân tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản tại các vùng biên. Đây là hoạt động thường niên của Bộ đội Biên phòng góp phần chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo nơi biên giới, mang lại một cái Tết đầm ấm đầy đủ hơn với bà con đồng bào nơi đây. Vừa qua ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tiết mục văn nghệ giao lưu được chính nhân dân dàn dựng và thực hiện đã đem lại không khí vui tươi phấn khởi giúp bà con đón Tết vui vẻ, phấn chấn và tạo nên sự gắn bó tình quân dân rất xúc động. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, tặng công trình thắp sáng đường biên, các trò chơi dân gian, tặng quà cho các gia đình khó khăn, học sinh nghèo, các em là con nuôi đồn biên phòng được tổ chức sôi nổi, mang lại không khí đón xuân mới đầm ấm tươi vui trên con đường biên giới xa xôi của Tổ quốc. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 810 suất quà, một công trình thắp sáng đường biên, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 300 người dân cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác để chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị đứng chân ở khu vực biên giới và chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo đón xuân mới Nhâm Dần 2022. Bộ đội biên phòng của tỉnh hàng năm đều tổ chức cái chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Tôi cho rằng đây là một trong những cái chương trình đầy ý nghĩa, rất là sâu sắc của lực lượng bộ đội biên phòng đến với bà con nhân dân ở cái vùng biên cương của Tổ quốc. Mà tôi cho rằng cái chương trình này đem lại một cái tình cảm đặc biệt đối với bà con, và trong đó là kể cả động viên bà con về tinh thần lẫn vật chất. Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngoài việc tổ chức các chương trình vui xuân đón Tết cho bà con đồng bào trên tuyến biên giới, lực lượng biên phòng vẫn duy trì hoạt động 26 chốt phòng chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới Việt-Lào, đồng thời duy trì 100% lực lượng trực chiến nhằm đảm bảo an toàn cho bà con vui xuân đón Tết. Hiện nay thì Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn duy trì 26 chốt phòng chống dịch COVID-19 trên dọc cái tuyến biên giới Việt-Lào dài 157 km. Với gần 300 cán bộ chiến sĩ thì thực hiện 24/24 giờ, và chúng tôi đảm bảo cho cái việc mà phòng chống dịch, không có đối tượng vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để có nguy cơ gây lây lan dịch bệnh. Những việc làm thiết thực của Bộ đội Biên phòng thời gian qua đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương, động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng nay lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng vũ trang và lãnh đạo các phòng, ban ngành 13 xã phường do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ Trần Nam Hưng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Ngọc Ảnh dẫn đầu đã đến dâng hoa viếng hương các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm thành phố và tượng đài chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968. Qua đây thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của dân tộc để Tam Kỳ hôm nay được sống trong những mùa xuân thanh bình. Thưa quý vị, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng các cửa hàng tạp hóa tại các địa phương vùng cao Quảng Nam vẫn dự trữ đầy đủ những mặt hàng thiết yếu để phục vụ bà con nhân dịp Tết cổ truyền năm nay. Đến nay, tại chín huyện miền núi đã có hàng trăm tấn hàng hóa được đưa về các đại lý và các chợ trung tâm để phục vụ bà con mua sắm trong dịp Tết. Ngành công thương đã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, vận tải khắc phục khó khăn do dịch bệnh để tập trung hàng hóa kịp đưa lên miền núi. Theo ghi nhận, các huyện miền núi cũng đã tập kết đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Các cơ quan liên ngành tổ chức kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng để nhân dân sắm sửa cho ngày Tết, qua đó góp phần để đồng bào vùng cao đón một cái Tết đầm ấm, đầy đủ và an toàn. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ và Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Sơn tổ chức chương trình trao quà Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Nhâm Dần 2022. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ và Ban Chỉ huy quân sự huyện đã trao tặng 29 suất quà cho người nghèo, người khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và trao 21 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi suất quà 500.000 đồng. Trước đó, thực hiện chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn cũng đã vận động tổ chức trả tuổi thơ thành phố Đà Nẵng trao tặng 70 suất quà Tết mỗi suất 500.000 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, nhằm tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo cho bà con vui xuân đón Tết Nguyên đán 2022 an toàn, huyện Đông Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải dự báo được tình hình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, không để bị động khi có tình huống mới. Tại khu thu dung điều trị xã Quế Phước cũ, cán bộ tham gia phòng chống dịch được phân công trực 24/24 giờ, hợp lý, khoa học, hiệu quả, niêm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, xử lý, giải quyết kịp thời hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh trong dịp nghỉ Tết. Chúng tôi hết sức cố gắng làm tất cả mọi việc để đem lại một cái Tết vui tươi lành mạnh cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Xác định chống dịch như chống giặc, coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo củng cố lực lượng, bổ sung vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch theo quy định, rà soát điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch của cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, đồng thời phân công nhiệm vụ các cử cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Thì Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo cho các địa phương tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền lưu động để cho mọi người dân tiếp tục thực hiện nguyên tắc 5K cộng với vaccine, cộng với khai báo y tế và ứng dụng tất cả các cái công nghệ thông tin mới nhất vào trong việc khai báo y tế để mọi người dân hiểu và cùng chung tay với huyện nhà trong công tác phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là trong bối cảnh biến thể Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam. Do đó, huyện Nông Sơn đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch. Các cơ quan chuyên môn triển khai các phương án, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 1, tức là ngày 25 tháng Chạp. Trên các tuyến đường ở đô thị và quốc lộ, lượng người và các phương tiện tham gia giao thông cả ngày lẫn đêm luôn tăng cao. Việc chấp hành luật giao thông đã bị buông lỏng do tâm lý chủ quan dịp Tết sẽ không có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát. Người điều khiển phương tiện dùng rượu bia ở các tiệc tất niên gặp mặt liên hoan cuối năm, chủ yếu đối tượng trẻ tuổi nên nhiều nguy cơ gây bất an toàn giao thông. Trên tuyến quốc lộ 1A và ở nội thành Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, tình trạng người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu tái diễn một cách phổ biến.
số người dùng rượu bia quá độ vẫn điều khiển phương tiện tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Các nhóm tổ chức gây mất an toàn giao thông. Với tâm lý ỷ lại, dịp Tết lực lượng chức năng sẽ nới lỏng công tác tuần tra kiểm soát, nên không ít đối tượng bất chấp những quy định về an toàn giao thông như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau, chạy quá tốc độ cho phép, nên đã xảy ra không ít vụ va quẹt và tông nhau, gây thương tích, thương vong đáng tiếc. Tổ chức thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các huyện thành, thị thành, nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người trái phép, gây mất an ninh trật tự, đầu hoạt động đua xe trái phép, sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo và công cụ hỗ trợ, cũng như những hành vi vi phạm pháp luật và những hoạt động vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay sau lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là việc tập trung lực lượng ra quân tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp người phương tiện tham gia giao thông vi phạm. Đặc biệt, ngoài việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại chỗ, thông qua hình ảnh camera trên quốc lộ và nội thị, các thành phố, thị xã, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử phạt nguội đối với các hành vi như vượt đèn tín hiệu, chạy quá tốc độ, nhất là đối với người điều khiển xe ô tô. Qua cái phối hợp làm việc giữa đội cảnh sát giao thông số 1 cũng như trung tâm thông tin chỉ huy của công an tỉnh, thì hầu như các hình ảnh vi phạm của người vi phạm trên cái tuyến giao thông, mà đặc biệt là tuyến giao thông do đội cảnh sát giao thông số 1 phụ trách, thì được ghi nhận, phát hiện và thông báo đến người vi phạm. Tết Nguyên Đán là Tết cổ truyền mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Sau một năm vất vả ngược xuôi, dẫu ai có đi đâu, ai cũng mong được về quê vui xuân đón Tết sum vầy đầm ấm. Bởi vậy, vấn đề an toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn tính mạng. Song điều đáng trách, ý thức một bộ phận người tham gia giao thông đã không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Mong rằng hãy vì sự an toàn của mọi người và của chính bản thân mình khi tham gia giao thông, hãy tự giác thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.